Hello anh em, đã rất lâu rồi, bên em hôm nay lại về cho anh em được một hộp Nokia N70. Và điểm đặc biệt của em về bộ này đó là chỉ một độc một bộ duy nhất. Và bộ này là bộ còn nguyên siêu hộp anh em nhé. Anh em có thể để ý là ngoài hộp vẫn còn nguyên một lớp giấy bóng kính, nguyên siêu hộp. Ngày xưa thì Nokia nó không làm siêu hộp mà chỉ những bản nhà mạng nó mới có siêu hộp thôi anh em nhé. Đây, anh em nhìn quả siêu ni lông kính ngày xưa này. Cái siêu này là bản này của em là bản nhà mạng TIM anh em nhé. TIM đây. Bản này như là bản màu đen, màu black thì phải. Đấy. Made in Germany. Con này là sản xuất ở Đức anh em nhé. Cực kỳ độc luôn. Để bây giờ mà để kiếm được một chiếc N70 mà nguyên siêu hộp như này không phải là dễ nhá. Và anh nào mà cần sưu tầm thì liên hệ em. Và chiếc này thì đương nhiên là em sẽ không khui siêu rồi. Và chỉ để cho chủ nhân của nó, ai mua khui siêu thì họ khui thôi, còn trước này em sẽ không khui siêu ra, chỉ quay qua ngoại hình, ngoại thất ở bên trong, ở bên bên ngoài hộp. Đây, mặt bên trái, mặt bên trái này, mặt trên này nguyên siêu nhá, mặt bên phải này, mặt bên dưới này tem email này, made in Germany này, ok. Mặt phía sau này, ok chưa, nguyên siêu ni lông kính nhá, ok anh em. Đây, các cái thông số ở ngoài hộp này. Hộp zin thì không có gì phải ngại cả. Nhiều anh em nghĩ là con này bây giờ nó còn sản xuất mới hay là nó còn Nokia còn sản xuất mới hay là hàng dựng thì không có đâu anh em nhé. Hàng dựng thì rất nhiều dòng nó dựng, nhưng mà nó dựng thì cái đấy là để chỉ dành cho những người họ không biết, không sành chơi, họ không phân biệt được, hoặc là họ muốn bỏ ít tiền để họ mua một con máy. Nhưng thực ra là những cái dòng đấy thì nó không bền, và những cái đấy thì nó không thể qua mắt ở những người chơi sưu tầm thực sự đâu. Đấy, những hàng chất thì phải sâu được những cái này. Còn bây giờ là nhiều người vẫn thắc mắc là bây giờ vì sao còn những cái hàng nguyên hộp nguyên siêu như này. Thì xin thưa với anh em là có phải là trên thế giới, có phải là mỗi Việt Nam chơi máy đâu, ở bên nước ngoài, bên Tây hoặc bên Trung Quốc hoặc bên tất cả các nước, tất cả quốc gia trên thế giới đều có những hội điện thoại cổ, những người chơi điện thoại cổ và những người sưu tầm điện thoại cổ, cũng như các cái shop bán điện thoại cổ. Họ có thể là những người nó còn là còn ở trong tay những người găm hàng, những người sưu tầm họ găm hàng, hoặc là những người những cái shop điện thoại cổ họ găm hàng, thì nó vẫn còn những cái loại như này. Nhưng con này thì nó hiếm, nó rất hiếm rồi, chuẩn là rất hiếm rồi, giá có thể là vài triệu. Nhưng anh em phải biết là có những con nó còn hiếm hơn rất nhiều, ví dụ như con Nokia 7700. Cái bộ Nokia 7700, cái bản mà chỉ sản xuất kỹ thuật chưa bán thương mại ấy, cái bản đấy có nó có thể lên đến tiền hàng trăm triệu một bộ. Đấy, hoặc là con những cái con như con N92 nguyên hộp new như này, N92 nguyên hộp new như này, giá nó dao động trên thị trường nó phải tầm 35 đến 50 triệu. Đấy, 35 đến 50 triệu đấy, nó ngang một con iPhone đời mới 14 Pro Max. Đấy. Nguyên siêu hộp. Hoặc là anh nào mà dân sưu tầm hoặc là dân công nghệ chỉ cần hiểu biết một tí thì cũng biết là bây giờ những cái con iPhone 3GS này, iPhone 4 này, hàng nguyên zin, nguyên siêu hộp rất nhiều, 5S, hàng họ găm hàng rất nhiều. Hoặc là những con hiếm nhất như con iPhone 2G thế hệ đầu năm 2007, sản xuất năm 2007 đúng không? Con iPhone đầu tiên là gọi là iPhone 2G đấy. Thì con đấy bây giờ ấy, hôm nọ là em đọc ở đâu có cái tin nó đấu giá là bao mấy trăm nghìn đô ấy, nhưng không biết nhớ là bao nhiêu, nhưng mà nói chung là nó rơi vào khoảng tiền Việt là rơi vào khoảng hơn 900 triệu một con iPhone 2 đời đầu năm 2007 nguyên siêu như này. Hơn 900 triệu ở bên Tây nó đấu giá là anh em biết là nó như thế nào. Tất nhiên là cái con N70 này nó cũng nguyên siêu, nhưng mà nó không hiếm bằng cái con 2G kia được, thì nó giá nó rẻ hơn. Ok anh em, một hộp rất là chất nhá. Nokia N70 và chỉ một hộp duy nhất thôi. Anh nào sưu tầm thì liên hệ sớm trước khi hết. Chỉ một hộp duy nhất, em về đúng một hộp thôi. Ok.